Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm qua, một sóng lạnh mới lại tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ ổn định trở lại, gió rét không dồn thêm nữa, cộng thêm nắng xuất hiện từ sớm nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn ở ngưỡng rét đậm, vùng núi rét hại. Đến tối và đêm nay, miền Bắc sẽ rét buốt trở lại. Cũng là tình trạng rét buốt nhưng ở miền Trung là tình trạng rét ẩm. Trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, ngày hôm nay còn có mưa, mây nhiều nên nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ, trời rét cả ngày. Khu vực Bình Định, Phú Yên nhiệt độ cao 24 cho đến 25 độ, trời lạnh. Trong khi ở khu vực Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, sáng mây nhiều nhưng chiều có nắng nhẹ, nền nhiệt ngày cao 26 cho đến 30 độ. Thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước lúc này vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Vừa có một chút se se lạnh của gió Đông Bắc từ phía Bắc mang tới, vừa có được tình trạng tạnh giáo của mùa khô. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời nắng gián đoạn. Mức nhiệt ngày ở Tây Nguyên thấp là 26 cho đến 28 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.